Xin chào các bạn, rất vui khi quay trở lại. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu và chia sẻ với các bạn cách chúng ta có thể sử dụng chiếc gimbal trên điện thoại. Đây, trước mắt quý vị anh chị các bạn, đây chính là một chiếc gimbal hãng DJI OM5. Đây là một trong những chiếc gimbal để quay video, như chúng ta có thể thực hiện chúng ta có thể quay TikTok hoặc là cái YouTube, quay vlog, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái sản phẩm này các bạn nhé. Thì đầu tiên mình sẽ, đây chính là cái chân quay này các bạn nhé. Đây là cái chân đỡ, thì chân đỡ mình sẽ xòe ra cho các bạn này. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chúng ta có thể lắp ráp nó. Đó, thì đây chính là cái kẹp để chúng ta kẹp điện thoại nhé. Kẹp điện thoại này. Đây nhân vật chính chúng ta đây, chính là chiếc gimbal. Đó, thì đầu tiên ý, mình tiếp cận với cái này thì nhiều bạn sẽ chắc chắn rằng chúng ta sẽ bỡ ngỡ và chúng ta sẽ không biết mở nó như thế nào và lắp ráp nó như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì ở giữa đây có cái khớp này. Nếu mà chúng ta lần đầu chúng ta mà làm sai thao tác có thể dẫn đến cái trục này bị gãy, nếu mà tác dụng lực quá mạnh đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhé, để các bạn có thể thực hiện được. Nếu mà các bạn tiếp cận được cái máy này thì các bạn có thể dễ dàng có thể mở được nó và lắp ráp nó. Thì đầu tiên thì các bạn có thể cầm vào đây này, cầm vào cái chỗ này, và ở đây có một trục cái khớp để chúng ta có thể định tiến lên trên, thì chúng ta sẽ cầm này và chúng ta sẽ đưa thẳng lên đó, đưa thẳng lên rồi. Thì ở đây nó sẽ có cái trục tự động này, trục tự động sẽ tất cả nó sẽ tự động lỏng hết nhé các bạn nhé. Đó, ok, bây giờ thì mình sẽ lắp nó vào đây, lắp vào cái chân quay này, cái chân này nó sẽ lắp vào đây. Đó, nó vào cái xoáy này. Đó, mình có thể, các bạn có thể trụ nó vào cho nó dễ, hoặc là mình để lại cho nhanh. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ kết nối cái giá đỡ này vào điện thoại. Thì các bạn lưu ý này, ở trên cái giá này nó sẽ có một cái biểu tượng camera và cái mũi tên bên trên, có nghĩa là để giúp chúng ta gắn này, các bạn gắn này, các bạn gắn camera thì các bạn chỉ kéo cái lực này, các bạn cần một cái lực nhẹ thôi để các bạn kéo để cho cái này nó sẽ ôm trọn vào điện thoại chúng ta này. Ok, và các bạn cần lưu ý là cái mũi tên chỉ đây, có trên này có một cái mũi tên nó chỉ lên cái camera, tức là cái camera các bạn ở bên trên thì cái mũi tên nó chỉ vào đó. Nếu mà các bạn quay camera xuống dưới thì cái chiều mũi tên nó phải quay ngược xuống dưới các bạn nhé. Đó, các bạn lưu ý các bạn lắp cho đúng. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ gắn điện thoại này vào gimbal. Thì các bạn lưu ý này, ở trên gimbal thì các bạn cần xoay cái chữ DJI nó thẳng như thế này, và ở trên đây các bạn nhìn thấy cái vòng tròn mình được khuyết này, nó khuyết như thế này. Và ở trên đây có chữ DJI và cái phần này nó sẽ nhô ra, và ở trên đây có một cái điểm có điểm chấm trắng, và ở trên cái đây phần đây nó cũng có một cái phần điểm chấm trắng. Thì bây giờ các bạn sẽ khớp nó vào nhau nhé, khớp nó vào nhau. Bây giờ mình khớp này, các bạn cần phải giữ để, vì lực hút chân năm chân nó khá là mạnh, và các bạn giữ để cho nó khớp vào nhau để nó không bị dập quá mạnh các bạn nhé. Đó, đây, ok. Và các bạn cần lưu ý này, ở đây nó sẽ có hai cái, các bạn kiểm tra lại này, cái điểm chấm trên điện thoại và cái điểm chấm này nó thẳng hàng với nhau, và cái điểm này nó khớp chắc chắn không bị lỏng nhé. Thì các bạn có thể chỉ kết nối một cách chuẩn chỉ và nó chắc chắn hơn nhé. Ok, ở video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chúng ta có thể kết nối chiếc gimbal với chiếc điện thoại của chúng ta. Thì các bạn cần phải tải cái ứng dụng DJI Mimo về các bạn nhé. Các bạn gõ cái từ khóa này vào thanh tìm kiếm này, DJI Mimo. Nếu các bạn dùng Android thì các bạn vào CS Play các bạn tải về. Còn các bạn dùng iPhone thì các bạn vào App Store các bạn tải về. Sau khi có từ khóa tìm kiếm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái, đây chính là cái ứng dụng mà chúng ta cần để kết nối tải về máy nhé. Thì các bạn tìm kiếm xong thì hiện ra cái này, chữ DJI trên nền đen và chữ DJI Mimo các bạn nhé. Các bạn tránh những chúng ta tải nhầm. Sau đó các bạn ấn chữ nhận để tải về này. Ok, khi chúng ta tải xong các bạn ấn mở. Và bây giờ chính là phần chúng ta cài đặt qua này. Các bạn chọn vào đây này, Offset này, muốn gửi thông báo cho bạn, bạn từ chối. Kết nối thiết bị mặc đồng bộ thì các bạn cần kết nối mạng cũ nha. Cho phép sử dụng Bluetooth, các bạn ấn cho phép nha. Cho phép theo dõi, các bạn ấn không theo dõi. Rồi, ok, vậy là xong. Chúng ta thiết lập xong. Bây giờ chúng ta sẽ
gắn cái vào phần camera này để chúng ta có thể tiến hành nhé. Bây giờ các bạn sẽ cần phải kết nối Bluetooth các bạn nhé, bật Bluetooth đó, bật Bluetooth để kết nối với cái gimbal. Thì các bạn bật Bluetooth lên và các bạn giữ, và các bạn cần bật nguồn cái gimbal lên. Thì ở đây cái nút trên gimbal này các bạn nhé, đây các bạn thấy chữ cái nút chữ M này, và cái biểu tượng cũng là biểu tượng nút nguồn luôn, các bạn ấn vào giữ này, ấn vào giữ, sau đó cái đèn nó đèn này nó màu hiện một, các bạn ấn, bây giờ mình sẽ ấn giữ này, ấn vào giữ này đó, mình ấn vào đây nha, mình dùng cái này các bạn nhé, ấn vào giữ đó, cái đèn màu xanh xanh dương nó sẽ báo này đó. Ok, vậy là chúng ta bật nguồn rồi này. Sau đó các bạn sẽ bật Bluetooth ở trên điện thoại lên nha, để kết nối nha các bạn nhé. Rồi bây giờ Bluetooth sẽ đang tìm kiếm thiết bị, hoặc các bạn có thể nó sẽ đang tìm kiếm như thế này, hoặc các bạn có thể vào trực tiếp cái phần Bluetooth này và tìm kiếm cho nhanh. Ok, bây giờ thì điện thoại của bạn sẽ quét được cái tên con gimbal đó, đó chính là OM5 này, đó 98091HC, các bạn ấn vào chọn vào và các bạn cho ghép đôi nhé, ấn ghép đôi. Ok, đã kết nối. Ngoài cái tính năng để bật tắt nguồn của gimbal thì cái nút M này chúng ta còn có thể đảo chọn cái chế độ chụp ảnh hoặc là chế độ quay video ở trên gimbal bạn nhé. Bây giờ giả sử mình ấn vào cái nút chữ M một lần này, mình ấn vào một lần thì cái video ở trên này đang ở chế độ chụp ảnh các bạn nhé, thì mình sẽ ấn lần này thì nó ngay lập tức chuyển sang chế độ quay video các bạn nhé. Đó, thì bây giờ các bạn ấn một lần nữa thì để chuyển sang chế độ chụp ảnh này đó. Ok, còn tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn luôn cái nút bên dưới này. Cái nút bên dưới này là nút để chúng ta zoom nhé, chúng ta zoom đây, nút bên dưới này các bạn để zoom cộng trừ nhé. Đây thì mình sẽ thu cái ra này, các bạn ấn một lần này, đây các bạn ấn xuống một lần, các bạn ấn giữ thì nó sẽ zoom từ lên, nó zoom từ lên là mình sẽ zoom từ này, nó zoom từ lên, ấn giữ lên này, và các bạn giả sử các bạn kéo một lần ấy, kéo một lần xuống thì nó sẽ giảm dần xuống này. Đó, nói chung là cái này là nút zoom thôi các bạn ạ, cái lúc này nút để zoom thôi, zoom cái cảnh đằng sau. Ok, tiếp đến là chúng ta có cái phím để phím tròn đây, cái nút tròn ở đây. Cái nút tròn ở đây thì để dùng để chúng ta để điều hướng này, nghĩa là chúng ta sẽ chỉnh cái góc xoay các góc này của cái camera này. Đó, camera có thể lên xuống này, đảo chiều này, sang phải sang trái này. Đó, rất là tiện. Đó, nó sẽ điều hướng cho các bạn nhé, các bạn như lái xe vậy. Đó, thì các bạn lia máy, góc máy. Đó, ok. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái nút vòng tròn này, vòng tròn hai chiều này, thì các bạn sẽ ấn vào này, ấn vào thì nó sẽ đảo chiều camera, các bạn ấn lần đảo chiều camera nhá, các bạn ấn một chiều nữa thì nó sẽ đảo về mặt sau mặt trước nhá. Đó, bây giờ các bạn sẽ ấn hai lần này, các bạn ấn hai lần thì camera nó sẽ xoay, camera sẽ xoay dọc hoặc xoay ngang để chúng ta có thể quay TikTok hoặc là chúng ta quay, các bạn quay YouTube. Nếu mà các bạn quay TikTok, Facebook ấy, thì các bạn ấn để dọc nhé. Bây giờ các bạn lại muốn quay YouTube chẳng hạn thì các bạn lại ấn hai lần này. Thì cái điện thoại nó tự động quay ngang các bạn nhé, tự động quay ngang. Đó, mình sẽ thử lại nha. 1, 2, ấn hai lần thì nó tự động quay dọc này. Rồi ấn 1, 2, quay ngang. Tiếp theo các bạn đến với cái nút màu đỏ này, hình đây nhá. Nếu mà các bạn đang ở chế độ chụp ảnh thì các bạn ấn một lần thì sẽ chụp một lần này. Ấn một lần thì sẽ chụp một bức ảnh này. Còn nếu các bạn ấn và giữ thì nó chụp liên tục các bạn nhé. Đây, ấn và giữ, mình ấn và giữ này. Đó, chụp liên tục luôn. Còn nếu mà các bạn cái này ở chuyển sang chế độ video chẳng hạn, thì các bạn ấn vào chữ M ở đây để chuyển sang chế độ video. Rồi, chuyển sang chế độ video, các bạn quay video thì các bạn sẽ
cụm ấn vào đây để quay, tiến hành quay video nhé. Đó, cái nút này là vừa quay video vừa ấn chụp này. Giả sử mình ấn vào tiến hành quay nhé các bạn nhé, ấn vào đây quay này. Đó, thì cái đồng hồ quay nó sẽ bắt đầu nhảy này, bắt đầu quay video đấy. Các bạn dừng quay video rồi các bạn cũng ấn vào đây. Ok, tiếp theo là cái phím đằng sau, cái nút đằng sau của chiếc gimbal này. Cái nút này chúng ta thường xuyên sử dụng các bạn nhé. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay lên trước để toàn cảnh cho các bạn xem này. Mình giả sử chiếc gimbal đang ở chế độ này, mình sẽ lái nó sang, nó lên cao hay xuống dốc đi. Đó, như này đi. Các bạn ấn liên tiếp 2 lần nhé, đây giờ mình sẽ ấn 2 lần này. 1, 2. Đó, thì nó sẽ trở về cái chế độ ban đầu các bạn nhé. Cái chế độ ban đầu thì các bạn có thể quay này. Cái chế độ mặc định khi chúng ta bật nguồn lên ý, các bạn quay, lia, máy. Còn nếu mà các bạn ấn và giữ, có nghĩa là ấn giữ này. Các bạn ấn và giữ này, ấn và giữ như thế này. Thì các bạn để ý này, thì ngay lập tức cái điện thoại nó sẽ như thế này. Đây, cái điện thoại nó sẽ bị nó sẽ cố định và cái trục quay nó sẽ quay thôi. Đó, như thế này. Đó, thì các bạn có thể quay các cảnh mà cái điện thoại nó sẽ cố định một chỗ nhé các bạn nhé. Các bạn có thể lia như này. Đó, có nghĩa là nó sẽ cố định cái đầu, cái trục điện thoại lại. Đó, và các bạn muốn tiếp theo là các bạn ấn và giữ. Ấn một lần và giữ này. Ấn một lần. Đây các bạn ấn một lần này và giữ. Và giữ cái nút đó. Ấn một lần và giữ này. Thì các bạn có thể quay các cái hành động quay nhanh được nha các bạn nhé. Quay nhanh các cái hành động nhanh mà điện thoại nó sẽ không đảo chiều nhiều. Đó, còn nếu mà các bạn bỏ cái nút đi ra này thì cái điện thoại nó sẽ, cái góc máy nó sẽ trục, nó sẽ không cố định và nó sẽ quay nghiêng như này được này các bạn này. Đó, đúng không ạ? Nó sẽ lên xuống, sẽ đảo. Còn các bạn muốn cố định một góc máy thì các bạn cần phải giữ vào cái phím đằng sau đó. Đó, bây giờ mình sẽ muốn cố định một góc máy này nhá, mình sẽ ấn vào giữ này. Ấn vào giữ cái nút này. Giữ thì nó sẽ cố định cái góc đó, thì các bạn lia thì nó sẽ không bị lên xuống nhá. Lên xuống khung hình. Đó, ok các bạn. Ok, và tiếp theo là cái nút chức năng của cái phím, cái nút M này các bạn nhá. Cái chữ M này, khi mà các bạn có một cuộc gọi đến điện thoại đang quay, hoặc các bạn muốn nhấc điện thoại ra làm một việc bất kỳ nào đó, thì các bạn sẽ ấn 2 lần cho mình. 1, 2. Thì lúc này điện thoại nó sẽ ở chế độ thả lỏng nhá các bạn nhá. Thì bây giờ các bạn có thể nhấc cái này ra và các bạn nghe gọi được này. Bây giờ mình sẽ nhấc ra. Và các bạn nhấc thứ này thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái trục khớp này. Đó, không ảnh hưởng đến cái trục khớp này thì chúng ta có thể là giúp cho cái gimbal nó bền hơn. Đó. Và khi mà các bạn làm xong ấy thì các bạn lại lắp vào cho mình. Lắp vào. Đây mình sẽ lắp vào. Ok. Khi các bạn lắp vào ấy thì các bạn sẽ ấn một nút bất kỳ ở trên đây thôi. Ấn nút bất kỳ thì nó sẽ trở về chế độ làm việc. Đây mình sẽ ấn một nút bất kỳ cho các bạn nhé. Đó, nó sẽ tự động trở về chế độ làm việc các bạn nhé. Và mà các bạn muốn, đây, ok, nó sẽ trở về chế độ làm việc bình thường rồi. Và nếu mà các bạn không nhấc ra ấy, thì các bạn sẽ phải ấn 2 lần thì nó sẽ trở về chế độ làm việc. Cho giả sử này, các bạn không nhấc ra này, mình sẽ ấn lại 1, 2 thì máy tự sang chế độ thả lỏng đúng không ạ? Đó, bây giờ mình sẽ, bây giờ các bạn muốn để làm việc tiếp thì các bạn sẽ không thể ấn nút bất kỳ nữa. Đó, mà khi các bạn nhấc hẳn ra thì các bạn lắp lại thì các bạn ấn nút bất kỳ được. Do đó bây giờ các bạn ấn 2 lần đó, 2 lần vào nút M. 1, 2. Xin chào các bạn, ở video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách chúng ta có thể là cân cái máy điện thoại và cái gimbal. Tại vì khi chúng ta sử dụng nhá, mỗi cái điện thoại nó có một trọng lượng khác nhau. Do đó mà chúng ta cần phải cài đặt ở trên điện thoại để cho nó tự động cân cái máy với cái gimbal để chúng ta quay nó được cân hơn nhé các bạn nhé. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải cài cái ứng dụng, cài cái app DJI về trên điện thoại. Sau đó các bạn sẽ vào cái app đó này, rồi sau đó các bạn sẽ ấn vào cái phần 3 chấm ở đây. Các bạn sẽ ấn vào cái phần 3 chấm ở trên đây như mình nhé các bạn nhé. Đây, gọi là 3 chấm này. Rồi sau đó nó sẽ hiện ra một cái đoạn sửa đỡ ở đây đi. Thì các bạn sẽ xuống cái dòng bên dưới này.
xuống bên dưới. Và các bạn ấn vào chữ Gimbal Auto Calibration đây. Rồi, các bạn ấn vào đây. Và các bạn ấn vào Start. Thì lúc này máy sẽ tự động cân nhé các bạn nhé. Các bạn đợi trong một lát thì máy sẽ tự động cân cho các bạn. Đấy, nó sẽ tự động nó cân các bạn nhé. Đây, mình sẽ quay ra xa các bạn để trong quá trình nó cân máy, cân trọng lượng cũng như là cân cái các chiều luôn, chiều dọc, chiều ngang. Đó, máy sẽ cân và lúc này thì chúng ta sau khi cân máy xong ấy thì chúng ta sẽ quay, nó sẽ được cân hơn và nét hơn và chế độ chống rung nó thực hiện tốt hơn các bạn nhé. Nói chung là các bạn cứ thực hiện như thế này thì nó sẽ ổn áp hơn đấy. Và bây giờ là mình đang thông báo như thế này là đã thành công các bạn nhé. Ok, đó thì bây giờ các bạn thể sử dụng rồi. Vậy là quá trình cân máy đã xong. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với những tính năng ở trên app DJI Mimo sau khi chúng ta kết nối điện thoại với chiếc gimbal này rồi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn một số tính năng cơ bản. Ok, đầu tiên mà tính năng chúng ta hay thường dùng thì các bạn sẽ cần bật cái tính năng làm đẹp lên nhé. Đây chỗ này này. Đây tính năng làm đẹp. Các bạn là hiện tại thì mình đang bật rồi, đang để chế độ on rồi nhé. Nếu mà chỗ này off ấy thì các bạn bật lên on để cho cái app này nó sẽ làm mịn ra chúng ta và sẽ chỉnh được cái, đặc biệt là chỉnh rất nhiều cái hiệu ứng để chúng ta có thể khuôn mặt chúng ta đẹp hơn. Ở đây thì chúng ta có thể là chỉnh khuôn mặt này. Chúng ta chỉnh khuôn mặt. Nếu mà ngoài tính năng làm mịn, làm sáng da, da trắng da thì cái này nó sẽ có khả năng là co được cái khuôn mặt chúng ta thành cằm Vina chẳng hạn. Các bạn ấn vào phím 3 chấm này. Sau đó các bạn ấn vào phần đây, các bạn tùy chọn. Và các bạn lưu ý này, cái phần dòng cuối cùng này, nếu mà các bạn để off ấy thì khi các bạn điều khiển cái nút này thì nó sẽ ngược lại theo cái chiều mà chúng ta mong muốn. Giả sử các bạn muốn cái camera chúng ta lia xuống đúng không, thì nó sẽ lia lên này. Ví dụ nếu mà để off ấy thì nó sẽ lia lên, ấn xuống thì nó sẽ lia lên bên trên này. Mình ấn cho các bạn xem nhá. Ấn xuống này nó sẽ lia lên, ấn lên rồi lên lia xuống thì chúng ta có thể rất là khó để chúng ta có thể sử dụng đó. Do đó mà các bạn cần ấn nút off và các bạn ấn on nhá, on đây thì nó sẽ được như các bạn như ý các bạn nha. Ví dụ mình ấn xuống nó sẽ lia xuống này, xuống rồi lên sang phải sang trái đó, rất là tiện để ôn cái đó các bạn nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào cái phần này. Rồi về cơ bản là như vậy, khá là đẹp rồi các bạn ạ. Bây giờ tính năng các cái hiệu tiếp theo mà các bạn hay dùng này, các bạn ấn vào ba chấm. Rồi ở đây thì các bạn sẽ chọn cái chế độ mà chúng ta có thể sử dụng nhé. Đây mình sẽ chọn xuống cái dòng dưới đây. Rồi ở đây thì chúng ta cài cho gimbal này. Hiện tại thì khi máy khởi động lên thì nó sẽ đang ở chế độ flow này các bạn nhé. Đó, thì bây giờ chúng ta có thể chọn lock, có nghĩa là khóa tít này. Các bạn có thể ấn vào đây này. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái chế độ này nhé. Đó, mình thử lên này thì nó sẽ khóa cho các bạn, nó khóa một chục cho các bạn nhé. Thì cái điện thoại chúng ta sẽ đứng ở một vị trí như thế này. Ok, tiếp tục mình sẽ thử sang chế độ thứ hai này, chế độ FPV. Lúc này thì cái FPV ấy, thì tất cả các trục nó đều lỏng, đều thả lỏng các bạn nhé, để thả lỏng hết đây. Nó không được cứng như cái kia nữa. Tất cả các trục trên gimbal nó sẽ được lỏng ra như thế này. Thì các bạn có thể quay những cái shot theo các bạn có thể là kịch tính chẳng hạn, thì chúng ta sẽ để nó như thế này, nó sẽ vừa đi vừa quay, nó sẽ thêm các sự kịch tính và cũng phù hợp với cái shot quay của các bạn. Tiếp tục mình sẽ chuyển sang chế độ khác nhé. Đây mình chuyển sang chế độ slip shot này. Đó, chế độ này thì cho phép các bạn có thể quay, các bạn có thể xoay làm cái video nó quay gọi nhá. Đây ví dụ mình làm như này nhá, thì các bạn ấn vào cái nút này, ấn vào nút dưới này,
thì cái điện thoại nó sẽ xoay này. Đó, nó sẽ xoay như thế này. Đó, xoay như này thì các bạn sẽ có những cái shot rất là đẹp. Đó. Rất là lạ, ảnh rất là lạ, video rất là lạ, những góc quay rất là lạ. Mới lạ đấy các bạn. Đó. Các bạn ấn vào này. Và các bạn ấn vào thì nó sẽ tự động xoay nha các bạn nhé. Nếu mà các bạn ấn kiểu ấn thẳng thẳng lên này thì cái camera sẽ bị chúi lên hoặc là chúi xuống. Đó, nó sẽ không xoay được. Thì các bạn muốn xoay các bạn sẽ ấn và các bạn hơi có lực theo chiều xoay chẳng hạn. Đó, ấn hơi chiều xoay này. Nó sẽ xoay. Đó. Ok. Các bạn trở về nhanh thì các bạn sẽ ấn phía bên sau 2 phát thôi. Đó là một những tính năng mà hay sử dụng, chúng ta hay sử dụng. Tiếp tục đây mình sẽ đến với cái phần slow speed này. Bây giờ mình sẽ trở về đi. Rồi, trở về phần ban đầu nhá. Rồi, các bạn có thể điều chỉnh được cái tốc độ của cái nút bấm này, bấm ở đây. Đó, nhanh hoặc chậm, đó, nhanh hoặc chậm. Hoặc trung bình, mình để trung bình nhé. Rồi, ok. Gimbal Automation, cái này là để chúng ta cân máy thì mình đã hướng rồi. Ở đoạn trước rồi. Đây chúng ta có thể cân thủ công được các bạn nhé. Đó, cân thủ công hoặc cân tự động. Đó. Zoom. Chúng ta cũng chỉnh tốc độ zoom này. Nhanh chậm và trung bình chậm, nhanh chậm này rồi. Và chúng ta còn có thể cài đặt cái nút cái phím M ở chỗ này nhé. Đây cái phím M đây. Reset button này. Đó, thì chúng ta có thể là nếu mà các bạn đang chọn ở chế độ photo video thì phím M này các ấn vào nó sẽ chuyển ngay chế độ quay video và chụp ảnh. Còn nếu các bạn ấn vào xuống cái quick menu này thì khi các bạn ấn vào nút M ấy, khi các bạn ấn nút M ấy, nó sẽ hiện ra cho các bạn. Đây mình sẽ thử luôn cho các bạn. Nó sẽ hiện ra các bạn ấn nút M này nhá. M đây. Nó sẽ mình nút M này. Đây. Tức là khi các bạn đặt trên chế độ đó ấy, thì cái phím M này nó sẽ cho bạn điều chỉnh và lựa chọn những cái mà chúng ta sử dụng nhanh nhé. Đó đây, giả sử này, ấn nút M này, ấn M để chọn, ví dụ các bạn chọn cái chế độ slow motion thì các bạn ấn M để chọn nha, thì nó sẽ thực hiện ngay vào cái slow motion đó mà các bạn không phải chọn ở trên này nữa nhé, không phải chọn ở trên đây nữa này. Đó, không phải chọn đây nữa, rất là hay. Rồi, tiếp theo thì mình ấn nút M tiếp đi. Đó, nói chung là các cái chế độ này thì các bạn sẽ có thời gian, các bạn sẽ tìm hiểu và chúng ta thử sử dụng nhé. Nó rất đơn giản thôi. Đó. Thông thường thì mình sẽ cài đặt sao cho mà cái nút đó chỉ sử dụng chuyển chế độ chụp ảnh và quay video thôi, chúng ta sử dụng nhiều chính thôi. Còn khi mà chúng ta chủ đích chúng ta muốn quay ở góc nào đó thì các bạn sẽ cần phải cài đặt kỹ hơn nhé. Và một cái khá hay ho nữa để chúng ta có thể sử dụng thì các bạn ấn vào cái phần này nhé. Đây cái phần ngôi sao này. Ấn vào đây thì trên đây nó sẽ có tất cả những cái shot ngắn mẫu để chúng ta có thể tự động, nếu các bạn chọn vào cái shot đó thì nó sẽ tự động chọn cho chúng ta. Đây giả sử mình giả sử mà các bạn đang đứng ở thác nước này đó, hoặc là các bạn chọn theo đối tượng, các bạn sẽ chọn theo chủ đề nhé, chủ đề này, công viên này, thành phố này, đó, chọn theo chủ đề đã nhé các bạn nhé, đồ ăn này. Đó, nếu mà các bạn đang ở quán ăn thì các bạn có thể chọn cho chủ đề đồ ăn thì những con shot ngắn mẫu cho các bạn. Đó, mình mỗi các bạn này các bạn có thể áp dụng theo đúng góc cạnh. Giả sử mình chọn vào bát đi. Ở công viên đi. Giả sử đây sẽ có một cái video mẫu như thế này.
Đó, thì các bạn chọn vào đây này. Các bạn đang ngồi như hồ nước chẳng hạn, các bạn sẽ té nước như này và các bạn chọn. Sau đó các bạn ấn apply này. Apply thì lúc này đây sẽ có một cái video hướng dẫn này. Cái người đây. Cái người cầm gimbal sẽ đây, cái khung hình dưới là cái khung hình mà cái người cầm gimbal sẽ quay góc và cái người cần chủ thể sẽ ở đây đang té nước đây. Đó. Đó, và các bạn lúc này các bạn ấn ok là máy nó sẽ quay cho các bạn đúng cái shot đấy luôn. Đó, rất là tiện. Đó, áp dụng cho chúng ta chọn theo chủ đề mà chúng ta phù hợp để chúng ta chọn những cái shot video ngắn rất là đẹp các bạn nhé. Và tự động nó chuyển sang cái chế độ chuyên nghiệp cho bạn. Có thể là quay cái shot đấy đó ngay. Ok. Mình thấy rất là hay ở cái điểm này, nhưng mà cái này nó khá mất thời gian để chúng ta chọn. Khi nó chọn thì nó khá mất thời gian. Còn nếu mà khi chúng ta biết được hết tất cả các tính năng rồi thì chúng ta sẽ tự động, chúng ta sẽ quay và điều chỉnh được cái gimbal theo cái chủ ích của chúng ta, mà chúng ta chủ đích của chúng ta, mà chúng ta muốn quay cái video đó theo cái sáng tạo của chúng ta, nó sẽ nhanh hơn. Ok. Đây mình sẽ bật cái video mẫu lên này. Đó. Đi từ trên trời xuống này và mọi người chạy sang bắt đầu này đó, thì các bạn nó sẽ tự động cho các bạn. Đó, đây, tự động cho các bạn luôn. Đó, mẫu như thế này luôn. Đó. Ok. Vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn những cái tính năng cơ bản cũng như là cách kết nối gimbal DJI. Thì hy vọng rằng cái clip này sẽ giúp phần nào đó cho các bạn đang mới tìm hiểu về gimbal và những cái điều cơ bản mình chia sẻ cho các bạn. Và chúc bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.